là một hiện tượng tự nhiên được coi là thiên tai, tạo thành bởi sự thiếu hụt nghiêm trọng lượng mưa trong thời gian kéo dài, suy kiệt dòng chảy trong suối, hạ thấp mực nước ao hồ, mực nước trong các tầng chứa, gây cháy rừng, thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán có tác động to lớn đến môi trường, kinh tế, chính trị xã hội và sức khỏe con người. Bảo vệ rừng, tích trữ nước sạch, sử dụng tiết kiệm nước. Các em cần nắm vững các kiến thức về hiện tượng hạn hán và ảnh hưởng.